À, hôm nay tiếp tục quay cho mọi người một mảnh vườn ngân hàng phát mãi mọi người nhé Hiện trạng mảnh vườn của mình thì có cà phê và hồ tiêu Tổng diện tích là 3,8 hecta ở trên sổ đỏ chính quy Còn diện tích ngoài là gần 4 hecta mọi người nhé Nằm ngay khu dân sinh Và từ cái vị trí này mà mình di chuyển ra quốc lộ 14A Đoạn chạy qua huyện Sông thì mất đâu đó tầm khoảng 3 km quý anh chị và từ đường tỉnh lộ 6 đến cái mảnh đất của mình đây rơi vào tầm khoảng 500m của anh chị nhé. Đường xá di chuyển rất là thuận tiện, xe hơi di chuyển đến đất một cách rất là dễ dàng luôn. Hiện trạng mạnh vườn của mình thì nguồn thu cực kỳ yếu quý anh chị nhé. tạm gọi là không có nguồn thu. Nói chung chỉ còn sót lại một ít cà, một ít thô tiêu thôi. Tại vì cái giá ngân hàng phát mãi này thì bán theo tình trạng đất trắng thôi quý anh chị cũng qua 2 năm rồi chưa có bàn tay con người chăm sóc nên cái mảnh vườn của mình cũng không được đẹp và hoàn mỹ lắm quý anh chị nhé. Với tổng diện tích 4 hecta này thì giá mà ngân hàng đang phát mãi là 2 tỷ 300 triệu nha quý anh chị. Thế đất của mình thì cực kỳ là bằng đẹp luôn và chất đất đỏ ba gian truyền nhẹ tơi xốp và hoàn toàn không có sỏi đá đâu quý anh chị nhé. Rất là gần trung tâm huyện, đất thuộc Uh, xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông Cô bác quý anh chị nhé 4 hecta Mà giá chỉ có 2 tỷ 300 triệu Cái giá này nói chung á, là Tính theo hiện trạng đất trắng thôi quý anh chị Rẻ hơn so với thị trường Đang rau bán hiện tại Nói chung cái khu vực của tỉnh uh, Đắc Nông Nói chung và khu vực uh, Xã Đắc Rung nói riêng thì một uh, hecta đất trắng nếu mà thuận tiện Đường xá và gần dân sinh thì rơi vào đâu đó lanh quanh khoảng từ à, 650 600 rưỡi cho đến 700 triệu một hecta của bác quý chị này mà cái mảnh này thì cực kỳ là rẻ luôn đến 4 hecta mà giá chỉ có 2 tỷ 300 triệu thôi Nói chung cây trồng và nguồn thu thì không có đâu quý anh chị nhé Được đổi lại thì mình có một cái thân đất đẹp Và cái mảnh vườn này cũng khá là khuất gió quý anh chị này Rất thích hợp cho quý anh chị làm à, trồng cây công nghiệp và làm la gim được quý anh chị nhé tổng diện tích 4 hecta và cái thân đất của mình thì đều như thế này hết luôn xe hơi di chuyển được hết cái mảnh vườn của mình nhé và mà có một cái điều đáng nói của cái mảnh vườn này là hiện tại thì chưa có hồ nước tưới quý anh chị này và nếu quý anh chị mua thì quý anh chị phải múc hồ tưới nhé nói chung cái phía khu vực phía bên dưới chân đất của mình ấy, thì đang còn rất là rộng nên quý anh chị có thể thoải mái múc hồ nước tưới luôn hoặc là quý anh chị cũng có thể khoan giếng được đường điện kéo vào chỉ, chỉ rơi vào tầm khoảng 300m thôi quý anh chị Em xin nhắc lại thêm một chút nữa là một cái mảnh vườn này thì có vị trí tọa lạc tại xã Đắc Rung Thuộc huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông Và đang được ngân hàng rao bán với giá là 2 tỷ 300 triệu Quý anh chị ạ Nói chung năm nay chỉ thu về khoảng hơn 2 tấn cà phê nhân thôi Và một ít tiêu nữa thôi quý anh chị nguồn thu khá là yếu nhưng được cái cái thân đất của mình là cực đẹp luôn cái đường đi ở xung quanh à, mảnh vườn của mình mình đây là đường riêng của gia chủ luôn của cô bác quý anh chị này hiện trạng nếu mà quý anh chị mua cái mảnh vườn này thì mình sẽ làm việc trực tiếp qua ngân hàng của anh chị nhé thân đất cực kỳ là đẹp xung quanh thì à, dân cư canh tác cây công nghiệp cà phê và hồ tiêu rất là đẹp luôn quý anh chị nhưng do cái mảnh vườn này thì à, gia chủ à, không có cơ hội để trả được ngân hàng nên à, quyết định bỏ hoang vì à, trước sau gì ngân hàng cũng thu hồi thôi nên à, cây trồng trên mảnh vườn thì không được chăm sóc không có sự quan tâm bàn tay của con người nên hiện trạng thì đang à, rất là lao dốc luôn. Số cà phê ở phía bên dưới này nói chung là nếu quý anh chị nào mua về cải tạo lại vẫn còn có cơ hội quý anh chị này. Bởi vì cái cây trồng cũng đang tương đối không phải là xấu lắm. Dàn cành đang còn rất là đẹp. Đường xá di chuyển xung quanh cái mảnh vườn của mình thì cực kỳ là thuận tiện luôn. Bác chủ bác làm đường đi xung quanh luôn quý anh chị ạ. Từ quốc lộ 14A thuộc trung tâm của huyện Đắk song đến cái mảnh vườn của mình rơi vào đâu đó khoảng 3,5km. Và từ cái con đường nhựa nối liền với tỉnh lộ quốc lộ 14A thuộc đường tỉnh lộ 6 của anh chị nhé Mà đến mảnh vườn của mình đây thì mất khoảng chưa đến 500 mét đâu Đường điện và dân sinh thì rất là đông đúc rồi Rất là thuận tiện Xung quanh cái mảnh vườn này cũng có một số hộ gia đình đang cải tạo đất để làm la ghim của anh chị nhé Và đây là cái khu vực phía bên dưới chân rẫy của mình này khu vực này thì cô bác quý anh chị cũng có thể là múc hồ nó rơi vào đâu đó khoảng hơn 3 xào quý anh chị tha hồ cho quý anh chị múc hồ để tưới tưới tiêu luôn quý anh chị nhé cô bác quý anh chị quan tâm đến cái mảnh đất này thì trực tiếp liên hệ cho em qua số điện thoại cũng như là số zalo 0345137793 em sẽ tư vấn cụ thể hơn cái mảnh đất này cho quý anh chị hiểu và hình dung hơn xin cảm ơn quý anh chị nhé